Rejoice, xuân mượt hơn đến hai lần, trải mượt đường đến ước mơ. Hoài Yên diễn á, thì tôi thấy chưa ấn tượng lắm vì với những cái động tác tôi thấy nó cũng giống như là những cái phần mà Yên đã diễn rồi. Và tôi ấn tượng từ khi mà bắt đầu Yên bước lên bục với cái động tác mà kỹ thuật trên cái cơ bụng với cái hai cái nến, đấy là phần mà tôi thích nhất. Và tôi nghĩ rằng là Yên đã làm hoàn thành rất là tốt phần thi của mình ngày hôm nay. Bản thân tôi thì tôi vẫn rất là ngưỡng mộ những cái đường cong của bạn trong cái tiết mục này. Bởi vì bản thân tôi thì cũng có bụng nhưng mà không múa được như thế. Cái phần của chị Hạnh vừa nói thì tôi lại thấy khác, tôi lại thấy bạn khôn ngoan trong cái việc biên đạo và sắp xếp cái kịch bản của mình làm sao để đẩy cái kịch tính lên trong cái phần cuối. Và với tất cả những cái động tác của bạn cũng như là cái phần biên đạo rất là đắt giá thì tôi vẫn là một fan hâm mộ của bạn. Wow. Cảm ơn anh Huy Đức. Mời anh Thành Long. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Huy Tuấn ở chỗ là lần này tiết mục của bạn mặc dầu không sôi động như cái vòng loại nhưng mà đã đi được vào một cái phần cốt lõi là sự tinh tế của động tác. Nó đi vào cái sự nhẹ nhàng, tinh tế mà không hùng hục như nhiều vũ công khác. Người ta có phô diễn cái kỹ thuật, còn bạn làm nó nhẹ tênh à, nó như hơi thở của bạn vậy. Thì tôi nghĩ là cái sự xuất hiện của bạn nó giúp cho tất cả chúng tôi thấy rằng đây là một nghệ thuật múa cực kỳ phức tạp và chỉ có những vũ công xuất sắc, giỏi, nắm được kỹ thuật mới làm được những điều như bạn. Cảm ơn bạn. Và chúng tôi thấy một tiết mục khá xuất sắc, khán giả cũng thấy như vậy. Chúng ta hãy dành tình cảm cho bạn Yên với cú pháp là VGT, gửi khoảng cách 3 gửi về 8328.